Đây là Vũ Hoàng Nam, 28 tuổi ở tỉnh Bình Phước và đây là Ngô Văn Tính, 42 tuổi ở tỉnh Đồng Nai. Ngày 1 tháng 8 năm 2020, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết các đơn vị nghiệp vụ vừa phối hợp cùng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 thuộc Bộ Công an triệt phá đường dây mua bán ma túy có số lượng lớn nhất từ trước đến nay tại Đồng Nai. Nam bị lực lượng chức năng bắt giữ vào khoảng 22 giờ ngày 30 tháng 7. Khám xét nơi ở của Nam, lực lượng chức năng thu giữ tang vật là 19 bánh heroin và 8 kg ma túy tổng hợp. Bước đầu, Nam khai nhận, theo sự chỉ đạo của Tính, Nam đến khu vực quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh mua ma túy, sau đó mang về cất giấu tại phòng trọ. Khi có người cần mua ma túy, Tính sẽ gọi điện thoại cho Nam mang đi giao. Mỗi lần giao ma túy, Nam được Tính trả công từ 5 đến 10 triệu đồng. Tính là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động mua bán ma túy. Sáng ngày 31 tháng 7, lực lượng công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Tính khi đang lẩn trốn tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Khám xét nơi ở của Tính, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục mở rộng điều tra. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.